cuộc truy tìm triệu quân sự bắt đầu nha các bạn. Đó, mời các bạn theo dõi chương trình Đạt TV nha các bạn. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Bất kỳ tướng thủy lệnh có súng vũ trang nha các bạn. Mình đi tìm ảnh cũng hơi bị ngại, còn anh đây là ảnh không có. Anh đi không. Các bạn không, ảnh đi ảnh cướp cái điện thoại dưới một chiếc xe máy, nhưng đi chiếc xe máy cũng bị ông An nó dí rồi bỏ lại các bạn. Rồi không có nữa. Mình cũng không có ngại gì. Đi tìm bạn này. Tối nay mình chốt ở đây các bạn. Tối nay mình chốt tại đây. Coi tụi nó trốn ở đâu. Tối rồi các bạn ơi. Mình vào đây rất nguy hiểm. Đặc biệt các bạn không được làm theo nha. Đây là kênh giải trí thôi các bạn, chỉ làm cho vui thôi mà các bạn không được làm theo. Hôm nay mình đón cỡ trong vòng cỡ vài bữa nữa là được tóm gọn ảnh các bạn. Vậy do cho mấy chứ mà lực lượng cảnh sát vô, cảnh sát và công an với lại quân đội là có trinh sát nha các bạn, họ không có ấy, họ chỉ mai phục họ qua mấy cái ngách đường là cũng bắt được ảnh, chứ đi đâu cũng không có thoát được các bạn ơi. Lưới trời lồng lộng ti thưa đó, chứ mà không có thoát, không ai mà thoát qua kệ lưới của pháp luật được. Thì làm gì pháp luật các bạn phải nhớ trước đó. Chứ không nữa một việc xảy ra là rất nguy hiểm các bạn đó. Rồi chạy trốn rất mệt. Ở đây lạnh quá các bạn ơi. Thôi mình quay lại các bạn ơi, quay lại chỗ nãy đó, mình chốt chỗ nãy nha các bạn. Mình xuống đoạn dưới đi. Wow. Thôi mình xuống đoạn dưới rồi. Lên này nó rất nguy hiểm. Rồi tối quá các bạn ơi, không biết này trốn ở đâu mà đi tìm cho vui thôi các bạn, để tìm không ra đâu. Đó, mai mốt thì mình làm ban ngày các bạn, mình để đi xanh lùng nó rõ hơn, mình đi mà hơi mạo hiểm mà nó rất nguy hiểm. Này là ngày xưa anh đi lính đó các bạn, đào ngũ mấy lần trốn. Anh đây là chuyên gia đào ngũ các bạn, thành ở trong ảnh vô tù anh hay trốn, trốn rất giỏi các bạn ơi, trốn rất giỏi. Anh đào ngũ mấy lần các bạn, ảnh gì ảnh mà đặc biệt là rất mơ game các bạn, anh mơ game. Lịch sử của anh là từ nhỏ anh học cũng rất giỏi các bạn, học cực kỳ là giỏi. Đừng có rồi nào mà anh chế tạo là mơ game các bạn, đi lính mà gì anh trốn ngẫu là anh đi lính mà anh trốn anh gì anh chơi game các bạn, rồi anh thiếu tiền kẹt tiền anh đi ra anh vô quán cà phê gặp vào chủ quán đeo chạy tiền ra không biết nữa. Vô nghe nói là anh vô tại chỗ quán anh uống cà phê rồi anh nảy sinh ra là anh giết người cướp tài sản các bạn. Vụ việc đó chắc các bạn cũng biết. Lịch sử anh nhỏ anh học giỏi, chúng mình học hình trình độ anh mới tới lớp 10 sao các bạn ơi. Và anh nghĩ tên Triệu Quân Sự các bạn, tên Triệu Quân Sự là nghe tên đẻ các bạn. Ngày xưa ở tên đó là cũng làm quan làm lớn, không làm tướng các bạn ơi, nhưng giờ thì làm hàng cướp rồi các bạn, giết người. Tên Triệu Quân Sự rất hay, nhưng giờ anh đã không làm, anh đã phạm tội các bạn, giờ tri nẻ anh toàn vót các bạn, tri nẻ anh toàn vót, chứ mà anh cũng như tứ kỷ các bạn, nhưng gặp mà anh trống trẻ thì cũng được bán bỏ các bạn. Anh này giờ anh quyết tâm là anh trốn,
không tốn thôi, mình tiến ít re lắm các bạn, rất nguy hiểm. Thành là anh trốn rất kỹ các bạn, không biết mà anh trốn tới nơi nào. Giờ anh là đang nằm ở, phát hiện anh là đèo Hải Vân các bạn, đèo Hải Vân mà anh trốn không biết tìm ra re anh không. Trong bữa giờ nó mấy ngày trôi qua rồi bạn, mình tìm không thấy tâm tích, chỉ thấy được cái khẩu trang không bạn. Anh khi anh đi có mùi bảo hiểm mà không phát hiện được cái mùi bảo hiểm nữa các bạn, anh bỏ lại chiếc xe giữa đèo rồi anh chạy. Wow, triệu quân sự này rất nguy hiểm, có một xe qua đèo các bạn ơi. Rồi bây giờ mình kết thúc tại đây các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình. Tối nay mình chốt ở đây. Rồi tạm biệt các bạn nha. Có gì mai mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem.